Hôm nay mình mới đi làm về mọi người, xong cái mình thèm cái móng bún cá, nấu nấu món bún cá theo cái kiểu có gì nấu đó rồi mọi người. Thì mình lục trong tủ lạnh được một số nguyên liệu như thế này nè, bạn coi. Đây là đầu cá ha, rồi xong cái có một số mấy trái cà, có mấy trái cà mình lấy hai trái mình nấu, rồi đậu bắp mình mới mua qua nè, đậu bắp với thơm. Thì mình nấu cái này cũng giống như là nấu canh chua vậy đó các bạn, nhưng mà mình sẽ nấu nước nhiều lên để mình ăn với bún thôi, vậy vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Tại vì á cái loại món cá kia thì mình, các bạn có thể là lấy cái loại mà cá cá ngừ á, nhưng mà về nhà mình nó không có cá ngừ, về trong tủ lạnh chỉ có cá 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 thu thôi. Giờ sẽ lấy cá thu để làm cái món bún cá ngày hôm nay của mình nha. Bữa chị Thi bà mua cái nhà anh, nhà thao hao anh, mà mới mua có 200 mấy à anh, mà bà nói cái nhà đó cũ lắm rồi, cái bà mua về cái bà sửa lại anh, sửa cũng cả trăm thì 200 mấy đó, bà nói sửa cả 100.000 luôn á. Bà nói là coi như là nó ở mấy chục năm chứ nó không sửa gì hết trơn á. Nguyên liệu của em nó hoàn thành, có lá chanh nữa nè, cá, tỏi, lá lách phi, thơm, với em có lấy thêm một mớ củ ghiền nữa mọi người, em bỏ vô mấy lát củ ghiền cho nó thơm. Mình bắt một cái nồi nước bên đây, rồi mình sẽ xào cái chảo cá bên đây, bỏ miếng dầu vô tao cho nó thơm, bật cái máy hút lên hơi ồn nha các bạn. Không có xài bò me me lợn mà mình xài cái me bột nha mọi người. Mình sẽ bỏ hai muỗng me vào. Đó. Sau khi mình chiên cá sơ như thế này thì cá nó thơm thôi. Rồi mình sẽ bỏ qua nha các bạn. Cái không có chiên giòn, nó chiên giòn chỉ là bao sơ vậy thôi. Rồi bỏ vô. Thơm chưa? Thơm chưa? Thơm chưa? Đó.
À, xem là bún của em nè, cái màu đẹp chưa, quả trời đẹp luôn, xuất sắc luôn. Thôi thả phần rau còn lại vô nha. Sao bùng lên nữa là vừa ăn này. Người ơi, múc miếng bún ăn cơm. Để bỏ cái đùi cá nhỏ nhỏ rồi ăn đó, một cái đùi nè. Xuất sắc. Dứt cái đùi lên, dứt. Bỏ vô. Ừ. Chua chua, mẹ múc ăn. Có ăn không? Không hả? Ừ. Rồi, hai xin chào mọi người. Mời mọi người ăn bún với em nè. Wow, cái tô bún này nó thơm bát ngát luôn. Ăn trễ quá, hàm bún cái đi làm về cũng hơi trễ, cái xong cái bắt nồi lên nấu nãy giờ, thì hụt nấu nãy giờ mới luộc mì xong. Tô bún ngon không? Đâu mà hấp miếng canh à? Ôi trời ơi, nó đậm đà ngon. Cái này ha, mà có cái nồi lẩu bắt lên xôn sụp sụp sụp. Ăn ngon lắm luôn. Ăn với bún hết sảy. Đúng nè, khi mà đói bụng á, ăn cái có cái gì mà nó chua chua ngọt nóng nóng á, ngon. Đồ quẹt không có phá cái cây quay phim của mẹ bậy à. Ăn cá mà mẹ cho miếng nè. Cái cay à? Cay hả? Này cá này không cay. Này không có cay nè. Quýt. Ngon, ngon hết rồi ha. Giờ để mẹ rút thêm miếng rồi. Giờ mẹ rút cá thêm miếng. Nó bự quá. Nó bự quá, bỏ miệng nha. Nhầm 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 nhầm. Ngon không con? Quả trời ngon luôn. Hôm qua đi chợ thèm ăn thấy đậu bắp, thấy mua đậu bắp về ăn, tính là mua đậu bắp về ăn để luộc chấm ha. Chấm chao rồi mùi được không? Đây giỏi, lại đây mẹ ướp ăn rồi lát mẹ đưa điện thoại cho chơi. Ê, không có đập vô cái điện thoại của mẹ nha, nhanh lên qua đây nè. Quá trời bò dầm dầm quán chú chi còn quá, tại vì cái này em thấy nó hơi cay cho nên không có dám cho anh đi ăn. Cho anh về ăn mất công, nó cay. Tôi hiệp nhỉ. Kìa, thái gì vậy? Cay không con? Không. Không ha. Ba Hany ăn bánh xèo, còn mẹ Hany thì ăn mì, ăn bún. Cá. Nè cá. Anh gì giống em á, nó thích ăn cá. Có mấy cọng lá chanh đó. Bỏ vô nó thơm. Để mẹ lấy cá cho. Cái mấy cọng lá chanh bỏ vô thơm dễ sợ luôn.
rồi cái mấy cái mấy cọng nghệ bún nữa, đâu phải nghệ bún củ điền, ngọt quá, cay không? Có miếng canh gì? Không, có canh nữa. Ừ, cũng canh thôi, ăn cá. Cá ngon đó mọi người. Nè con. Ngon không con? Cá ngon quá, cá sai mình rồi, ngon quá trời mà. Anh thích ăn cá. Ăn cá gì á, mà khoái. Chạy tới chạy lui ăn nhiều lắm. Coi chừng té á. Đúng, cú hà. Peekaboo, cú hà. Có bầu tới giờ á, cái mình cái miệng mình bị lạc á. Nêm gì mình cũng cảm thấy nó lạc lẽo. Té nó còn. Ừ, no quá. Nãy về ăn hết trái ổi. Cái nó bị no hơi. Giờ ăn cái này nữa. No hơi quá trời luôn. Ăn cá nữa không? Cá nữa ha. Mẹ lấy cá cho ha. Dạ. À ok. Thì qua đây mẹ đút cá cho ăn nè đẹp. Qua đây đút cá cho ăn. Qua đây ngồi ghế cho đàng hoàng. Rồi đút cá cho ăn nè. Ở đó, mà nhúc nha nhúc nhích. Nhảy tưng tưng hoài. Trời ơi, đứng móc cái mũi, ghê chưa. Quá trời ghê cô chú ơi. Đứng móc cái mũi kìa. Ê, đổ. Nè. Múa rồi ra đây mày đút cá cho ăn nè, để ra rồi ok đây cá tới rồi đây. Dụ mà ăn trong phà nó ăn. Rồi qua ghế đây nha mẹ nè. Em đi đâu rồi? Where Henry? Ui. Ê. Gì vậy? Cắn à, cắn. Ồ, còn cá nè. Để mình lấy cái kéo mình cắt kìa. Rồi lại đây. Này mẹ nấu món này ngon quá ta. Rồi lại đây con, ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi ngồi xuống. Ngon không con? Là màu anh đứng trước camera anh làm màu của chú ơi. Không sao, càng lớn nó bắt đầu càng mắc cỡ, camera không có làm màu trước camera nữa. Chứ hồi nhỏ là hả em mà quay phim là anh ngồi kế bên á, anh làm kiểu làm cọ làm từ lưa đủ trò hết chứ. Nhầm nước chưa, con bánh cá ra đây nè, con bánh cá nè. Con cho cô chú coi hả? Nói đi, cô chú lúc cái ta. Nói đi. Cô đọt. À hả? Thì đó là gì? Nước. Nước hả? Ba anh nghe thì nằm bên kia ngủ nghe ngáy khe khe. Cô chú nghe không? Nghe tiếng không? Nghe tiếng không? Chém mặt. Ê, chém không? Úi vô.
Cái gì vậy? Nó cho nữa ăn nữa. Không, nãy giờ nó ăn cá với em đó, không có cay nó ok cho nên mới cho nó ăn. Cái gì hơi the chút mà. Cay không con? Cay không? Chưa. Chưa. Đó không? Nãy giờ anh theo em anh ăn, nãy giờ anh ăn hết khứa cá luôn. Đạo cá, thích cá lắm. Con gì đó, con đó con gì, con chim cánh cụt đấy, con penguin hả, con gì đó, xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ. Nhúng nhúng nhảy nhảy làm trò tối ngày vậy đó chứ, hỏi cái gì cái làm biến không có nói, nhưng mà vô chơi với bạn thì sẽ nói, vô chơi với bạn thì bắt đầu cũng nói mà nó ít. Con phải nói cho bạn nghe bạn mới hiểu chứ, con múa vậy không mà bạn đâu có hiểu con múa cái gì. Con phải nói là con gì, con nói là con dinosaur nó chạy như vậy nè, phải nói vậy đó bạn mới hiểu, nghe không, nghe mà nói không. Ừ. Chứ con đứng con múa không mà bạn đâu biết con làm gì đâu. Con phải nói là look me, look at me, ok. Nó là hả rồi con nói là con làm con dinosaur. Nó con làm đây nó sao cho bạn coi, nghe không, nghe mày dặn không. Ừ. Chứ đừng có múa không, con múa không bạn đâu có hiểu con nói gì, con phải nói ra bạn mới hiểu con nói chứ, biết chưa. Không nhận cá hồi nè, cái đuôi nó có chút xíu vậy mà thịt không một cái gì, cái đuôi nó có một tí tẹo tẹo vậy thôi mà thịt thôi là thịt luôn. Nãy sợ cay, sợ cay ảnh ăn không được. Mà nó chỉ theo the thôi, ok. Ủa, cái mình không có bỏ. Mà do trong cái hộp tôm dung á, nó có không có hậu cay cay the, nhưng mà giờ ảnh lớn là ăn the được. Theo cái kiểu của tỏi á mọi người, không phải tỏi, cái kiểu của cái gì ta, tiêu á, ăn cũng được cá tô luôn nè, múc ra vậy là cũng nhúng á, nhúng bún luôn á, nhiều chứ không ít á, nhúng bún vậy á với hai khứa cá đó. Oh my god. Oh my god. Oh my gummy bear. Ai mày gummy bear hả? Là nó múa sao? Nó gummy bear nó múa sao? Ai gặp mày gummy bear nó múa gì đó hả? Gummy bear, I'm a gummy bear. Cắt hết rồi con luôn nữa, từ tại nó bị dướng công hành đó.